5.000 một chén. Hôm nay là một ngày đặc biệt, nhóm Khoa sẽ nấu một cái món ăn mà tụi nhỏ ở trên vùng cao chưa ăn bao giờ. Màu đen đen như vậy, mọi người có đoán được đây là món gì không? Tưởng đâu là khó ăn, nhưng mà tụi nhỏ ăn cũng nhiệt tình lắm. Và có một cái niềm vui nho nhỏ xảy ra trong ngày hôm nay nữa, đó chính là... cấp điện đúng không anh? Nhà này nè anh ơi. Dạ, dạ đúng rồi. Đó chính là sự xuất hiện của mấy anh bên điện lực. Nhanh lắm luôn, mới có 2 ngày thôi mà mấy anh đã tới bản rồi. Nhà cô Khánh sẽ có điện ngay trong hôm nay thôi. Chúc mọi người có clip thiệt vui nha. 2 giờ buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai. Chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Đây là ngày thứ 6 hay gì đó, Khoai ở bản Phùng rồi. Sau lưng Khoai là bản, cùng Khoai là biến quay luôn. Tại vì ngày nào cũng quay bản vào trong clip, chắc là mọi người đã nhìn thấy rất là quen thuộc rồi. Ngày hôm nay là ngày thứ 4. Và ngày thứ 4 ở đây thì rất là đặc biệt vì sẽ có chợ phiên. Chợ phiên chỉ họp một ngày trong một tuần. Thì chắc là Khoa sẽ đi ra chợ phiên coi coi có gì để mua không. Tại vì tầm khoảng 8 giờ rưỡi gì đó là chợ sẽ tan. Hôm nay tiến bộ lắm, tại vì 6 giờ là đã thức rồi, bây giờ là 6 giờ rưỡi. Và em Khoai, Su với lại Thùy đang chuẩn bị ra. Ôi, mình là người hoàn thành hết mọi thứ và ra đây trước tiên luôn mọi người. Đây, bà Thùy bà đã xuất hiện. Còn hai đứa kia nó vẫn còn đang trong phòng. Mọi người đang đi xuống chợ phiên. Ở kia có một cô người La Chí đang vác đồ phía sau lưng. Nhưng mà mọi người ở đây á, mọi người gùi đồ bằng trán. Đó là một trong những cái đặc trưng của người dân La Chí. Chợ ở đây thì cũng chợ nhỏ à. Nhưng mà một tuần có một lần nên Khoai với lại mấy người bạn cũng quyết định sẽ phải đi. Chứ chẳng lẽ mình tới đây rồi mình không đi chợ phiên cũng kỳ. Có mì gói, gia vị, dầu ăn, dép giày. À, phía trong kia có bán cả quần áo. Chủ yếu mọi người sẽ nhìn thấy mấy cô ở đây mặc trang phục màu đen và có cái cọng vải dài quấn ở trên đầu. Đó là trang phục truyền thống của người dân La Chí. Ôi, đây là gì vậy ạ? Ngô ạ. Vôi ạ? Dạ. Bánh kìa. Bánh rán hả? Một cái 2.000. Thì cho em 5 cái đi ạ. Dạ. Bánh này làm từ bột gì vậy ạ? Bột gạo nếp. Dạ. Đưa được 200.000 và cô phải thôi. Cô có tờ trăm. Dạ, cháu cảm ơn ạ. Dạ, đưa một tờ để ăn lại 4 tờ. Đưa một tờ thì nhiều lắm, được cả bánh nữa. Dạ. Muốn rồi. Nhìn từ xa thì giống bánh tiêu nhưng mà nhìn gần thì lại giống cái bánh cam. Có xíu mè ở trên. Giống bánh cam mọi người. Bánh kiểu lạc lạc. Hơi hơi có vị ngọt nhẹ nhẹ. Mà nhiều dầu lắm. Tại vì mọi người chiên xong mà không có phải là để ráo dầu mà có thể là để chồng lên nhau á, cho nên nó bị thấm dầu nhiều. Nhưng mà cũng ngon, dẻo. Như hồi nãy Khoa có nói á, là bà con người La Chí ở đây rinh đồ bằng đầu. Cho nên là cô này cổ quải nguyên một miếng tôn lớn mà cổ chỉ chịu lực bằng cái phần trán thôi. Mạnh thiệt luôn á. Bên đây thì người ta bán gà, thịt, heo. Bao nhiêu một bịch giá vậy ạ? 10.000 anh ạ. Sao kêu là anh, em còn nhỏ lắm chị ơi. Cho em một bịch giá nha. Em xin nha. Em cho có nghĩa là em không lấy tiền đấy. Nó giận chưa à? Lấy mà bịch, hai bịch đi ha. Cho em hai túi ạ. Cô thêm đi. Dạ, giá ở đây là giá đậu nành. Mọi người sẽ thấy là cái cọng giá nó mập nè. Ăn rất là thích, tại vì nó vừa giòn mà nó vừa thơm và bùi bùi cái hộp đậu nành ở trên nữa. Có cả rau thơm nữa nè. Xong cái lá này gọi là lá, cái anh chủ homestay gọi là lá La Chí. Tại vì rau La Chí đúng không ạ? Dạ. Có măng, có ốc nữa nè. Đây là mấy con ốc ruộng. Ốc ruộng màu vàng mà hôm bữa mình bắt ở trên suối á. Ốc bao nhiêu một túi ạ? 20.000. Để cho em 2 túi ốc luôn ạ. Dạ, này là rau thúi đúng không? Dạ, đây là một cái lá mà mình có thể ăn sống hoặc xào lên. Cũng ngon lắm, chất. Dạ, bao nhiêu một bó nhỏ này? 3.000. Chắc là Khoai sẽ mua rau thúi này về ăn thử. Đặc sản á, được đi Thái Lan Khoai cũng có ăn rồi. Mọi người ở Thái Lan hay ăn sống cái này với lại gỏi đu đủ sơm tâm á. Nhưng mà xào với thịt bò hay thịt trâu thì Khoai chưa thử. Thì mình sẽ đem lên homestay cho anh chủ anh xào giùm. Dạ, hai bó này chỉ có 6.000 thôi. Trời, mua nhiều rau quá. Em cảm ơn chị. Đọc bí bao nhiêu một bó vậy ạ?
5.000 một bó. Một bó này chỉ có 5.000 thôi mọi người. Một bó bự lắm, bự cho bá lửa luôn nè. Chắc là Khoa sẽ lấy hai bó này của chị luôn, cho em hai bó này luôn nha. Em gửi tiền ạ, à. Em cảm ơn. Rồi em đi nha. Ăn chả giò nữa không? Có ạ. Bà con ở đây thì mặc đồ màu chàm mọi người. Như cô này có một cái bộ đồ màu xanh giống như xanh jean á, nhưng thật ra đó là màu chàm người ta nhuộm. Tùy cách nhuộm mà nó ra màu đậm hay màu nhạt. Một cân đây. Dạ, một cân mượn máu là 20.000. Ô em cảm ơn. Ăn mịn không? Ở đây. Từ từ, thêm nữa này. Rồi. Giòn lắm mà hơi chua mọi người, nhưng mà giòn. Ở phía trong cái màu của nó đỏ đỏ giống như máu, người ta chắc là đây là do người ta gọi là mận máu. Mọi người ơi, ở đây là có cái nhà, bữa mưa lớn quá nên đất nó mềm và nó sạt nguyên cái mái tàu ly xuống luôn, và nó nguyên cái nhà sau người ta vừa xây sạt xuống hết. Ở đây đất này nọ khi mà mưa lớn liên tục á thì rất là dễ sạt. Bây giờ thì nguyên nhóm sẽ đi lại về lại nhà để nấu mì gói ăn sáng. Mọi người đi xuống chợ không thấy ai bán gì luôn, không có phở bún gì luôn. Đây là giá mua ở trên chợ lúc nãy về nấu mì tôm ăn mọi người. Giá này là giá đầu nành nên mình phải nấu cho chín chút, chứ nếu không nó còn sống sượng sượng ăn nó có cái mùi sống sống á. Cái đậu nó xanh chừng. Xanh quá, nó sắp già rồi. Còn cái mùi nó lên kìa. Mùi giá. Cái mùi đậu á, cái mùi già. Ồ, này là của tao hả? Cho tao nhiều giá nha. Cho anh xin thêm một miếng. Xin cảm ơn. Ôi ơi, cho thêm 500 đồng giá luôn đi bà chủ ơi. Trời ơi, xin cảm ơn bà chủ. Trời ơi, cái tô. Dạ, em cảm ơn. Ê, thịt gà, giá, gấp miếng thịt gà, miếng giá, miếng mì. Ồ, hấp dẫn. Cái đùi nè. Giảm đi nè. Nhiều quá mọi người. Nhai không kịp luôn. Mì nở ra hết chân nước luôn rồi. Có ai bị lạc không? Lạc hay có hạt nêm mì? Đâu lạc cho anh đạm. Giá đậu nành nó rất là giòn. Nghe sụp sụp nè. Cái phần đầu của giá nó bùi bùi, thơm mùi đậu nành. Nói chung á, khi mà Khoai đã được ăn giá đậu nành rồi, Khoai kiểu cảm thấy giá làm từ đậu xanh á bị ra rì á mọi người. Ở trên đây bà con bán cũng rẻ lắm. Một túi vậy có 10.000 mà cả ký luôn á. Cái hộp đậu ăn đã vậy đó. Ừ, bùi bùi ha. Bùi bùi đó béo. Đây là view ăn sáng của Khoai. Gió kiểu lạnh lạnh nữa. Bây giờ chắc khoảng 20 độ C à. Đây có con chó xin ăn mọi người. Mình không cho nó ăn là nó sẽ lấy cái tai. Khoai đang để cái máy quay đây, Khoai đợi nó khiều để Khoai quay. Không biết nó thấy Khoai nó có mắc cỡ không. Khiều đi mẹ ơi, mắc cỡ gì nữa. Đó, 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 nó móc, đó, đó, đó. Trời ơi, em ơi, em cho nó một miếng đi, nhịn tội nghiệp quá em. Trời ơi, thiệt sự luôn nè. Đây là con chó xin ăn, còn đây là con gấu. Con gấu này là anh chủ nhà kêu là nó hung dữ nhất bản này á, nên sợ quá, nó tự động lại để làm quen luôn nè. Nhưng mà Khoai vẫn sợ, không dám đụng. Để thử vuốt nó không. Gấu mày đừng cắn tao nha. Sao nay mày thân thiện vậy. Ê, con gấu nhìn nó thân thiện lắm nè, nhưng mà vẫn sợ nha. Tại vì anh chủ nhà anh cảnh báo rồi nên Khoai cũng hơi ngại ngại. Chắc phùng. Ủa sao đóng cửa rồi? Không thấy ở nhà hết. 1 giờ ngày hôm nay thì mấy anh thợ điện sẽ xuống để mà kéo điện. Có thấy cắm sẵn mấy cái cột rồi nè. Cái trụ điện chính ở ngoài kia sẽ kéo vô trong đây. Bây giờ là khoảng anh tưởng nó chè. Chè. Bây giờ là khoảng 2:15 và khoảng 3:30 thì mấy anh thợ điện sẽ tới đây để mà lắp điện cho nhà của cô Phùng.
Cô Phùng vừa mới kêu là chè rồi đó. Là hôm nay Khoai với lại mọi người sẽ dự định nấu chè. Phùng thì nó tưởng chè có nghĩa là chè mà trà đó mọi người, để uống á. Nhưng mà không, đây là lần đầu tiên Khoai nghĩ là mấy đứa nhỏ sẽ được ăn cái món chè của miền Nam mình, là chè đậu xanh với lại bột khoai bột bán với lại xương sáo rồi đó. Hôm nay sẽ là nhúm củi ngay đây luôn, ngay trước sân nhà của Phùng, để mà coi mọi người kéo điện luôn. Chúng ta sẽ dùng một cái thau màu đỏ và bỏ bột xương sáo vô để hòa tan chung với nước trước. Cái bột xương sáo này thì làm nhanh lắm mọi người, pha với nước cho tan ra xong nấu sôi lên đã chín luôn. Nói chung là cũng dễ. Nguyên bản này Khoai nghĩ chắc khoảng 20-30 đứa con nít đấy. Ủa, trải ra chi vậy Phùng? Để Khoai ngồi hả? Ôi, xin cảm ơn. Xin cảm ơn chủ nhà. Ở đây có chuẩn bị mấy cái cây trụ, để một hồi nữa là người ta kéo điện từ tuốt bên kia về đây. 120 mét dây, Khoai nghĩ cỡ đó. Tại vì cái cây trụ tổng ở tít bên kia là... Ủa, đổ nước vô rồi hả? Rồi mọi người ơi, Khoai quay thiếu một phân cảnh. Có nghĩa là chúng ta bỏ khoảng mấy trăm ml nước vô đây trộn cho tan trước. Những vị khán giả, cái chỗ nấu ăn ngày hôm nay của mình lại có thêm mấy khán giả, là mấy tiếng vịt kêu nữa mọi người. Mình chỉ cần tạo ra tiếng động thôi là mấy con vịt nó sẽ kêu cạp cạp. Mình sẽ ngâm bột khoai cho nó mềm mềm bớt, để hồi nấu cho nó đỡ sượng hết nước rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi lấy nước ở tuốt bên kia lận. Bên kia có một cái giống như cái bể nước ngầm. Nước này là nước ngầm hả Phùng? Mọi người hay sử dụng nước này để sinh hoạt và ăn uống. Ủa là hôm qua em lấy nước hả? Hôm nay không biết trời có mưa không? Mấy hôm nay Khoai lên đây được khoảng tuần rồi, nhưng mà hầu như ngày nào cũng bị mưa. Sáng giờ thì chưa có mưa chút nào. Nên hy vọng là sẽ không bị gặp lại giống như mấy ngày trước. Rồi, bột khoai đã có nước. Nước sôi rồi, mình sẽ bỏ cái phần xương sáo mà hồi nãy đã khuấy tan ra vô. Theo hướng dẫn sử dụng trên cái bịch xương sáo là vậy. Hy vọng mà không bị ốc trâu. Thật ra là bình thường mình có thể làm theo cách là mình cứ trộn đủ nước luôn, rồi mình nấu từ lúc cạn, từ lúc nước nguội cho đến nước sôi. Nhưng mà vì cái bịch xương sáo này nó ghi như vậy, cho nên Khoai quyết định là nấu theo cái bịch xương sáo. Cũng hơi hồi hộp vì ở trong xương sáo thường nó sẽ có bột, cho nên là nó gặp nước sôi nó hay bị bón. Mấy đứa nhỏ thì nó đang chơi ở ngoài cái khế đằng kia. Cái đường này nhỏ lắm mọi người. Vừa một... Ê, hình như mấy anh cấp điện. Ê, cấp điện đúng không anh? Nhà này nè anh ơi. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ, nấu chè, rau câu, xương sáo. Chủ nhà đó chưa? Chủ nhà ở trong nhà anh. Bà bảo chủ nhà ra cũng có điện không? Dạ, dạ, dạ. Bỏ vô một xíu đường cho xương sáo nó có vị ngọt ngọt, chút cho tụi nhỏ dễ ăn. Công đoạn quan trọng nhất, hộp này là hộp có thể sử dụng trong lò vi sóng và chịu được nhiệt độ 100 độ C nha mọi người. Chia đều làm hai khu, thơm quá. Chia đều hai hộp. Rồi, tại vì chúng ta chỉ có một cái nồi thôi nên mình sẽ phải đi rửa cái nồi này và lấy cái nồi này để nấu chè luôn. Nhiệm vụ rửa là của ai đây ta? Em bấm tắt nha. Ôi, té. Thật nghi quá. Nóng. Nóng á. Cái trụ điện thì nằm ở tuốt ở đây, là cách nhà của Phùng tới 100 mấy chục mét. Tại Khoai có trừ hao là 120 mét dây á, nhưng mà tầm khoảng 100 mét thôi. Mình sẽ lắp cây trụ dưới này. Chúng ta có hai người hỗ trợ đằng kia.
còn một cái tắp lô nữa với cái cầu giao tổng. Đi sao mình cũng tắt ở trên đây. Dạ. Tắt này ba cái thì sẽ đi ba cái bóng luôn. Hoặc là trên đó chỉ cần hai công tắc thôi, em sẽ lấy thêm một cái tắp lô có công tắc như thế này nữa. Vâng. Để đi cái bóng đèn này. Vâng. Hay là chỉ cần mua thêm một cái công tắc là được không anh? Bây giờ lấy cái cầu dao thôi, không cần cái gì công tắc gì nữa, cái này có đủ ba cái rồi. Dạ. Cái đấu từ đây ra luôn. Dạ. Về dưới bếp này cũng một cái công tắc luôn. Dạ. Vâng. Dạ dạ. Đây là cái đèn hiện tại mà nhà Phùng đang xài bằng pin. Thì chắc là mình sẽ lắp một cái đèn ở đây, một cái đèn ở ngay chỗ bếp hồi rửa chén. À, ngay tổng đây luôn hả anh? Chèo đây này, bóng đây đây. Nó sáng cả nhà, cái chỗ này lúc nó sáng nó chói mắt. Dạ, cho cao ở trên cho luôn. Cao lên thì nó dạ. Để chói mắt. Dạ. Mình bóng ở đây, mình bóng dạ, dạ. Cái này phải rửa ra đó. Cô đang đâu đây? Tổng cộng trong nhà chúng ta sẽ có một bóng, hai bóng, bóng này là ngay giữa nhà để cho sáng cả nhà, và một bóng thứ ba nằm ở ngoài vách tường bên kia để chú nó là ban đêm hay gì đó không thấy đường có thể bật bóng này để ra lợn, ra đèn cho lợn ăn. Bóng nằm ở ngoài này lắm. Và một bóng nữa mình sẽ lắp ở phía dưới đây, ngay chỗ cái chảo này, và có ổ cắm để sử dụng cho thuận tiện. Đậu xanh. Đây là bột khoai. Lì biết bột khoai là bột gì không? Sao biết hay vậy? Sao biết vậy? Đậu hơi hơi nở rồi. Mình sẽ bỏ bột khoai vô cho bột khoai nở cùng. Cứ đi mua đá. Cái chị ở trên tạp hóa hả? Em đưa vô nhà đi. À, nồi chè của mình đã hơi hơi nở rồi mọi người. Chè này là chè phiên bản cơ bản nhất, đậu xanh, bột khoai và đường thôi. Đợt cũng có mua bột bán nhưng mà không có bột bán, cho nên là mua đỡ bột khoai. Mấy đứa thấy giống cái gì? Giống gì, giống gì? Này này gọi là gì? Đây. Giống gì? Chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra. Để chú gợi ý cho một từ nha. Cám lợn. Báo hả? Đá. Thử xem ngon không? Ngọt quá. Nhưng mà ngon không? Có. Mấy đứa biết cái này là gì không? Trứng cá đó. Quậy. Quậy là nhiều men. Khoai đổ thêm nước cốt dừa. Được rồi mọi người. Béo. Ôi có điện. Bây giờ lên mình coi. Rồi, sáng trưng luôn, bật hai bóng thử nào. Có một bóng ở đây, một bóng ở đó, một bóng thì ở ngoài kia. Từ giờ thì nấu cơm, ở đây sẽ sáng và có thể thấy đường nấu cơm rồi. Vậy được chưa chú? Chắc phải chơi. Bây giờ mình nấu cơm mình có thể nhìn thấy đường để nấu rồi, không bị tối nữa. Dạ rồi. Ok không? Được chưa? Ok chưa? Món mà chú không thích thì chú có thể cúp cầu dao, cúp cái cầu gì kia xuống mà chú có thể đổi bóng điện chỗ khác. Dạ. Rồi, ok. Rồi, em cảm ơn anh. Rồi, xin chào nhá. Dạ. Tao cho thịt. Dạ. Mấy anh thợ điện, giờ anh sẽ về.
Dạ rồi, em cảm ơn anh. Cái này thì con mua để chú có cần dùng thì sử dụng. Dạ. Có hai đầu á, mình mở ra một đầu ở trong. Đầu này là kiểu này, đầu kia kiểu dẹp. Để chú giữ nha. Anh tưới đi nha. Dạ. Anh tưới đi nha. Dạ. Để em đem cho rồi mà nó không ăn đi anh ơi. Dạ. Chú thấy ok không? Cảm ơn cháu nha. Đâu có gì đâu. Cảm ơn chú. Nhớ không? Nhớ hả? Đây là con dao tự chế. Mình sẽ dùng cái muỗng để cắt. Tại một lý do thôi. Vì mình đã làm mất dao rồi. Cho nên là mình phải dùng cái này để thay thế. Đây là xương sáo. Mấy đứa nhỏ ở đây cũng chưa ăn xương sáo bao giờ luôn. Cho nên là hy vọng là tụi nhỏ ăn, tụi nhỏ sẽ thích. Nhưng mà giờ mình sẽ xin ăn thử một cục. Nó còn hơi ấm ấm cho nên nó sẽ hơi lỏng một chút. Ngọt ngọt, thơm mùi đặc trưng của xương sáo. Có thích ăn xương sáo luôn nữa, tại vì nó lỏng lỏng, dai dai. Xương sáo này, xong rồi mình sẽ múc chè vô. Chè nguội rồi thì nó sẽ hơi đặc một chút. Và nó sẽ hấp dẫn quá mọi người, thơm mùi vani. Quê chú gọi món này là chè. Nhưng mà không có giống chè mà mình hay uống đâu. Mà chè này dùng để lấy muỗng múc ăn. Lì thử trước nha, lì thử giúp chú nha. Ăn thử đi. Ngon không? Ngon. Mấy bạn ăn không? Có ăn không? Ăn không? Rồi, để múc cho một chén. Thích quá. Tự nhiên mình thấy mình giống như ông bán chè mọi người. 5.000 một chén. Thôi là 5.000 chén chứ nó bỏ chạy hết quá. Ai sẽ ăn chén này? Chị Tê nào, ai sẽ ăn chén này là trước. Ăn với đũa nha. Em sẽ để anh Khoa ăn kịp. Hả? Để anh Khoa ăn cùng hả? Xin, anh sẽ ăn cùng với em. Đây, mê cầm này. Cầm nha. Ơi. À, ngon. Ngon ơi, lại cầm chiếu cho. Ồ, chiếu cho nha. Trời. Hai anh em đổi đũa nhau cho ăn. Ngon không? Ngon không? Em đang làm súng cao su để tặng anh Khoai đấy. Hả? À, Phùng kêu là đang làm súng cao su để tặng Khoai. Bữa hôm qua đi vô chợ mua 2 sợi dây cao su hết 15.000. À, về chuốt thành cái cây ná để tặng, cây ná khổng lồ luôn. Bạn nào muốn ăn thêm không? Có. Thêm nha, thêm một bát nữa nha. Ôi, quá xuất sắc luôn. Mời chị Thùy múc giùm một bát nữa. Cô ăn thử đi cô. Dạ. Ai ăn chè không? Không có chè không? Ai ăn chè không? Ai ăn chè không? Chè ngon lắm. Chè ngon lắm.
Lấy bát ra, lấy bát ra. Ôi, vị khách đầu tiên đã tới. Đây nha. Đây. Đây chị. Ăn bằng ăn bằng Âu luôn. Âu là cái tô của mọi người. Có này luôn. Bao nhiêu người vậy chị? Thêm kênh của anh là khoai lang thang. Củ khoai lang đấy. Đây đây để chị xem. Vậy hả? Em cũng có xem à? Anh cảm ơn em. Ơi đổ. Món này ở quê chú gọi là chè. 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 Chè đi. Chè. Vô thôi em. Làm sao bỏ bà số được? Dạ. Bắt đầu á mọi người. Tính là mua chén giấy với lại muỗng để mà phát cho dễ. Nhưng mà mọi người sợ là kiểu bảo vệ môi trường á, mấy chén giấy, chén nhựa rồi không tốt, cho nên là cứ suy nghĩ là tới từng nhà thì kêu mọi người cứ đem chén ra. Nhưng mà bây giờ thì Khoai nghĩ là dùng lá chuối cũng được. Có chân đổ nha. Ngon không? Không ngon. Ngon nhưng mà anh đang nhắm cái này. Quá nhỉ. Bây giờ phải đi mà con nhỉ. Không, đến nói hôm nay cũng đến nói nhỉ. Thì mắc cỡ rồi. Có bớt ăn vào lá chuối nhá. Đến chè đây. Chào bếp. Dương hả Dương? Nhớ anh Khoai không? Cưới vợ rồi đúng không? Cưới vợ rồi đúng không? Đi, bắt tay cái. Lâu ngày gặp lại. Mới uống rượu à? Dạ không ạ. Nhưng mà sao có mùi rượu? Quá rồi. Ừ, thôi anh về nha. Đi. Dạ chưa, vẫn còn ế chú ơi. Vẫn còn nhiều lắm. Chú Minh, ba của Phùng đang đợi mọi người về nhà ăn cơm tối, tại vì kêu là tối nay nhà có điện nên cùng nhau ăn tiệc. Ôi là trời, mới có mấy năm mà khát quắc luôn. Dương này lớn quá. Mém tí không nhận ra Dương. Lớn rồi, ăn mặn này lịch sự hơn, nói chuyện cũng phải lịch sự hơn ngày xưa ấy. Lịch sự hơn đúng không? Đây gọi là bia ngọt, có nghĩa là nước ngọt đó mọi người. Nước ngọt thôi chứ không phải là bia đâu nha. Dạ. 1, 2, 3, vô. Cháu đây điện sáng rồi, thì để cháu ra cháu nha. Dạ, không sao, cũng cảm ơn chú nhiều. Ơi, xin cảm ơn. Được 4 cái bắp ngô. Ngồi đây chơi, ngồi đây chơi này. Ngồi đây. Nãy Phùng hứa với con là sẽ đi làm mua cái tivi để vào trong góc kia để cho ba với mẹ xem. Khi nào mua được? Tầm 4 năm anh lên xem là phải tivi à? 4 năm nữa anh quay lại là có tivi đúng không? 4 năm cháu quay lại là nó có vậy rồi thì về đấy. Nhiều khi lúc đó có con luôn rồi. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.